Khánh Phương phản hồi về thông tin có vợ là chủ tịch công ty bất động sản. Thông tin ca sĩ Khánh Phương có vợ là chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 1.01 khiến dư luận xôn xao. Bởi trước đó, anh nói mình vẫn độc thân. Ngày 5 tháng 7, thông tin ca sĩ Khánh Phương có vợ là bà Vũ Thị Thúy, chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần CTCP Sông Đà 1.01 gây xôn xao dư luận. Liên hệ với nam ca sĩ về thông tin này, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm cho biết anh đang đi nước ngoài và sẽ có phản hồi sau. Trưa 7 tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX công bố thông tin, ông Phạm Khánh Phương, ca sĩ Khánh Phương, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, SJC, đã bán ra gần 902.000 cổ phiếu trong phiên ngày 16 tháng 6, phương thức giao dịch thỏa thuận. Qua đó, ông Phương hạ tỷ lệ sở hữu tại SJC còn 909.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 13,1%. Đáng chú ý, trong bản công bố thông tin hé lộ, bà Vũ Thị Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty kiêm giám đốc SJC là vợ của ông Phương. Bà Thúy sinh năm 1983, đang nắm giữ 22 cổ phiếu SJC. Ngoài ra, bà Thúy còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Nhật Nam Group. Tổ chức này là cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn. Thông tin ca sĩ Khánh Phương đã có vợ khiến dư luận bất ngờ. Trong bài phỏng vấn với báo Giao thông hồi đầu tháng 6, anh khẳng định bản thân vẫn đang độc thân. Với tôi, cuộc sống này có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, dù tôi biết tình yêu là linh hồn trong cuộc sống. Nhưng tôi là người trai dạn trong tình yêu và tôi vẫn đang còn mục tiêu khác để phấn đấu. Giờ để nói tôi yêu tha thiết, say đắm cuồng nhiệt là một điều xa xỉ. Đó là điều thiệt thòi chứ không phải hay ho gì, nhưng tôi khó để có cảm xúc như vậy. Một phần có lẽ cũng vì tính nghệ sĩ, thích bay nhảy, công việc khá bận rộn nên cũng là rào cản với nhiều cô gái, ca sĩ tâm sự. Khánh Phương sinh năm 1981, tại thành phố Hồ Chí Minh, anh có 3 bằng đại học ngành ngữ văn Trung Quốc, báo chí và luật nhưng chọn theo nghiệp ca hát. Anh từng sáng lập nhóm nhạc MP5 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006. Thập niên 2000, anh là ca sĩ ăn khách với các bản hit như Chiếc Khăn Gió Ấm, Mưa Thủy Tinh, Lặng Yêu, Lỗi Lầm Mang Em Đi.